Xin chào các bạn. Thì trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách thức để chúng ta có thể tạo thêm nhiều cái nick Facebook ảo. Thì hôm nay có một số bạn trong lớp đã hỏi tôi là khi mà mình lập Facebook ảo ấy, Facebook thứ hai, thứ ba, thứ tư ấy, thì mình lấy tên như thế nào? Thì tôi khuyên các bạn là khi chúng ta lập thêm một cái nick Facebook nữa, hay còn gọi là Facebook ảo, thì các bạn có thể lấy có mấy cách như sau. Cách thứ nhất là các bạn có thể lấy tên cái nick Facebook ảo ấy giống như tên của mình. Ví dụ bạn tên là Nguyễn Ngọc Lan, thì cái nick Facebook chính của các bạn tên là Nguyễn Ngọc Lan, thì các bạn lập thêm một cái nick Facebook ảo nữa thì các bạn có thể đặt là Lan Nguyễn, Ngọc Lan, Ngọc Nguyễn, đúng không ạ? Hoặc là Nguyễn Ngọc Lan không giấu. Đấy. Thì các bạn có thể đặt tên những cái tên mà nó giống như cái tên của mình. Tiếp theo, một cái nữa cực kỳ quan trọng, đó là các bạn để ảnh đại diện nhé. Ảnh đại diện chính là ảnh của mình, nhưng các bạn nhớ là ảnh đại diện của nick ảo ấy, thì các bạn hãy dùng điện thoại các bạn chụp và các bạn up thẳng lên ảnh đại diện của cái nick đấy. Các bạn nhớ nhé, ảnh đại diện của cái nick ảo ấy thì phải là ảnh hoàn toàn mới, chưa được xuất hiện ở trên Facebook bao giờ. Đấy, đấy là điều tối quan trọng, là ảnh hoàn toàn mới, chưa được up lên Facebook bao giờ. Thì các bạn có thể dùng, các bạn có thể lấy điện thoại này để các bạn selfie luôn, đúng không ạ? Hoặc các bạn chụp hơi nghiêng nghiêng đi một chút, đấy là được. Đấy là cách đầu tiên là chúng ta có thể sử dụng nick Facebook ảo mà lấy đúng tên của chúng ta. Cách thứ hai là các bạn có thể đặt bất kỳ một cái tên nào đó, nhưng các bạn phải nhớ là các bạn phải chuẩn bị sẵn cho tôi cái chứng minh thư giả ấy. Tức là chúng ta lên Google, chúng ta download cái file, chúng ta lấy cái file về chứng minh thư trắng ấy, sau đó các bạn về Photoshop thành một cái tên nào đó giống như tên mà chúng ta đặt ở trên Facebook, nick Facebook ảo, sau đó các bạn đặt. Còn ảnh đại diện thì các bạn có thể lấy ảnh mặt mình cũng được, ảnh mặt mình cũng được, nhưng mà cái ảnh đấy là ảnh mà chúng ta chưa xuất hiện ở trên Facebook bao giờ nhá. Hoặc là các bạn có thể lấy các ảnh hot girl hoặc là hot boy ở trên mạng, nhưng các bạn nhớ là các bạn hãy lấy ảnh hot girl hot boy của Trung Quốc nhá. Các bạn search những ảnh của Trung Quốc, vì ở Trung Quốc Facebook nó bị cấm dùng ở Trung Quốc, nên là rất ít người ở Trung Quốc mà có tài khoản Facebook. Chính như vậy nó sẽ không bị xung đột về ảnh đại diện và ảnh bìa, và nó sẽ không báo cáo chúng ta giả mạo được. Nhưng mà tốt nhất là các bạn cứ lấy ảnh ảnh mặt chúng ta này, đúng không? Các bạn chụp góc khác đi, ví dụ góc nghiêng này, nghiêng phải, nghiêng trái, hay cúi xuống này, hay ngẩng đầu lên này. Đấy, thì các bạn dùng điện thoại các bạn selfie, các bạn selfie, đúng không ạ? Thì nó sẽ dễ hơn khi mà giả sử trong trường hợp mà Facebook nó yêu cầu là chúng ta phải chứng minh, xác minh cái Facebook ảo đấy, thì các bạn đã có sẵn ảnh của chúng ta rồi, đúng không? Rồi các bạn sẽ có ảnh chứng minh thư rồi. Đấy. Thì đấy là cái cách mà các bạn có thể tạo ra các cái nick Facebook ảo, nick 1, nick 2, nick 3, nick 4, nick 5, tùy các bạn, đúng không ạ? Đấy. Thì đến đây thì kết thúc cái video này. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ comment xuống bên dưới nhé. Chào các bạn.